Xin chào cả nhà, hôm nay thì Tường sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em cắt kiểu tóc giả cua nhanh. Bạn mẫu nhí ngày hôm nay tóc đã mọc ra cũng khoảng hơn 1 cm rồi, tầm đấy, và tóc dựng rất là lộn xộn, hầu như là cũng không có nếp. Mình thắt cà la vạt vào để quay phim trông cho nó lịch sự. Hiện tại thì mình đang thu âm video này vào ngày mùng 3, vào ngày mùng 2 âm lịch, tức là mùng 2 tháng 12 âm lịch. Không có gì thay đổi thì 15 ngày nữa là Tết rồi các bạn ạ. 15 ngày nữa là Tết rồi. Thời gian trôi rất nhanh. Không biết là anh em đã làm được nhiều việc trong năm nay chưa? Năm nay đối với Tường thì rất là tuyệt vời. Khó khăn có, buồn có, vui có, thất bại có, và đặc biệt là thành công cũng có rất nhiều. Kết quả năm nay cũng có rất là nhiều luôn. Ví dụ như năm nay thành công là mình mở được thêm 4 cửa hàng, 3 cửa hàng Vì Yêu và 1 cửa hàng Tường Bao Bờ, để cho anh em thợ có công việc ổn định. Và mình có tham gia làm giám khảo của các chương trình Best Barber, cũng như là tham dự những show của Ruzo, Davines. Đó, năm nay mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là năm nay học được thêm một cái nghề nữa là mài tông đơ. Đầu năm thì mình đặt ra mục tiêu vào đầu năm mình đã học được mài tông đơ. Ở đây nhá các bạn nhá, mình dùng cữ 1.5. 1.5 mini đẩy thẳng lên. Đó, nắp cữ 1.5 mỏng nhất. Các bạn nhá, cữ 1.5 là mỏng nhất rồi. Mình lắp vào tông NT220 lưỡi kép Mỹ, đẩy thẳng lên. Thường thường khi mà cắt giả cua thì Tường sẽ cắt xung quanh trước. Rất là dễ các bạn nhá. Các bạn nếu như các bạn nghiên cứu kỹ những video của Tường thì cắt rất là dễ. Nó có trình tự, và cái phong cách của Tường là cắt nhanh. Cắt nhanh đạt hiệu quả nhanh. Cắt nhanh phù hợp với khuôn mặt của khách hàng, thì đấy là cái mà Tường muốn tối ưu lại để khi chúng ta làm phục vụ cho khách hàng thì chúng ta sẽ làm đạt kết quả tốt nhất. Ở đây cắt nhanh nhưng mà khách hàng phải là hài lòng các bạn nhé. Khách hàng phải là quay lại. Cái lượng khách quen của bạn quay lại sẽ khẳng định được chất lượng của bạn. Nếu như bạn cắt không hài lòng thì khách hàng chắc chắn sẽ không quay lại. Bạn có cắt lâu đi chăng nữa mà khách hàng không hài lòng, người ta cũng sẽ không quay lại. Mà các bạn cắt nhanh quá mà khách hàng không hài lòng, người ta cũng không quay lại. Vậy thì cái khách hàng, số lượng khách hàng, khách quen của các bạn và doanh thu của cửa hàng của các bạn sẽ khẳng định là chất lượng của bạn, phục vụ có tốt hay không, cắt có đẹp hay không, khách hàng có hài lòng hay không. Và nó còn liên quan là khách hàng ủng hộ bạn trong bao lâu, khách hàng hài lòng trong bao lâu. Nếu như chỉ 1-2 tháng khách hàng quay lại sau đó mất tích thì mình cũng nên xem lại. Nếu như hết năm này đến năm khác khách hàng càng ngày càng tăng lên thì chứng tỏ là khách hàng của các bạn đang rất ủng hộ bạn. Sau khi Tường đi cữ 1.5 lên 2 khung 2 ấy, gọi là khung cao đi, sau đó chúng ta sẽ cây lược bo tròn vào. Các bạn lưu ý nhé, những bạn mới vào nghề khi mà cắt giả cua đừng có nhát tay, mạnh dạn lên. Hãy được một lần được hỏng. Hãy một lần được hỏng đi để mình biết là mình cắt như thế nào. Mình dạy học viên rất là nhiều, một số anh em không dám cắt tại vì là sợ hỏng. Thực ra tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này nó đều có quy trình và đều có những trải nghiệm. Nhiều khi chúng ta an toàn đến mức là cái gì chúng ta cũng hỏi, hỏi nhưng lại không dám làm, mà đến mức là hỏi kỹ quá, hỏi nhiều quá. Cách tốt nhất để phát triển bản thân là
nghiên cứu thật kỹ. Khi mà kỹ rồi thì cứ vậy chiến thôi, chúng ta chấp nhận rủi ro, thất bại thì chúng ta làm lại, mà rủi ro thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm. Còn khi các bạn đã chuẩn bị thật kỹ, rèn luyện thật kỹ rồi thì cái rủi ro nó sẽ ít đi. Nó sẽ ít đi rất là nhiều, nên là các bạn yên tâm. Giống như đúng như việc chúng ta khởi nghiệp hay kinh doanh cũng vậy. Nghiên cứu thật kỹ này, tìm hiểu thật kỹ, rèn luyện thật kỹ. Ok phát là chiến. Mà nếu như mà có hỏng thì rút kinh nghiệm, lần sau sẽ làm tốt hơn. Còn nếu mà không rút ra được kinh nghiệm thì chúng ta cần phải học hỏi tiếp để thay đổi cái tư duy của mình. Đấy, bây giờ sẽ là lúc chúng ta sẽ liên kết điểm chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liên kết vào với nhau. 7 điểm chuẩn này thì Tường sẽ chia sẻ rất kỹ ở trong cái giáo trình của Tường. Tường sẽ cho ra mắt giáo trình hướng dẫn cắt tóc, giáo trình hướng dẫn cắt tóc vào năm 2023. Thưa các bạn, Tường sẽ cho ra mắt giáo trình hướng dẫn cắt tóc vào năm 2023. Đó. Và giáo trình khi mà ra mắt thì giá hiện tại của giáo trình thì mình chia sẻ luôn. Giáo trình là mình viết hết từng cái cách mà các bạn phây như thế nào, từng bước phây luôn, từng bước để cho các bạn nhận diện về các điểm chuẩn trên đầu về cắt giả cua. Khi các bạn áp dụng 7 điểm chuẩn này của Tường, các bạn có thể cắt được cả đầu thời trang, và ở phần side như thế nào, và trên top cắt như thế nào, góc độ, tất cả mọi thứ. Đúng là một cái giáo trình mà Tường đúc kết lại sau nhiều năm đào tạo học viên thì Tường mới có được một cái giáo trình đó. Và Tường làm suốt từ năm 2022 đến bây giờ vẫn chưa xong. Chắc là phải sang năm 2023. Tường chưa chưa biết chính xác là tháng nào. Nhưng mà Tường sẽ cố gắng xong trước hè. Đó. Và giáo trình nếu mà xong thì Tường giáo trình đó hiện tại có giá là 1 triệu. Tất tần tật bao nhiêu năm làm nghề thì Tường cống hiến vào đó hết để dành cho anh em nào có thể tự học được tại nhà, để giúp đỡ những anh em nào ở xa hoặc là có những hoàn cảnh khó khăn thì có thể mua giáo trình nó tự học được, tự nghiên cứu. Và lần này là Tường viết và Tường chia sẻ bằng tất cả cái tâm huyết của Tường, không giấu một cái gì cả. Thì Tường vậy Tường mới bán, Tường với chia sẻ lại cái giáo trình đó với cái giá là 1 triệu. Đó. Còn thực ra nếu mà để mà nói thì nó rất là vô giá, không ai có thể khẳng định được. Nếu như nó không mang lại giá trị với bạn thì 1.000 bạn cũng không mua. Đó, vấn đề Tường nói như thế. Còn nếu như thực sự nó có thể giúp được cho bạn thì thực sự nó rất là vô giá. Đặc biệt nếu mà còn giáo trình này anh em nào mà có ý định mà đào tạo học viên ấy, anh em có thể là mua cuốn giáo trình của Tường về để tham khảo. Tường không cho rằng là Tường có thể đúng, không có thể là đủ, cũng không cho rằng là Tường giỏi, nhưng mà Tường dám khẳng định rằng là với kinh nghiệm mà Tường đào tạo đến nay là gần 20 khóa học, gần 20 khóa học ở hàng trăm học viên, thì Tường dám khẳng định rằng là những cái kinh nghiệm mà Tường đã va chạm khi mà dạy học, Tường đã đúc kết lại thành một cái quy trình học nó rất là dễ. Và quy trình dạy luôn, nó cũng là quy trình dạy nếu như các bạn tinh tế. Các bạn thấy không, khi mà Tường kê lược xong đó, Tường liên kết tất cả các điểm chuẩn lại thì các bạn sẽ không một cái hiện tượng là bị thừa hoặc là khi tóc mọc ra nó sẽ lồm chồm. Và cái có hồn nhất của kiểu tóc giả cua này là các bạn bấm thật nét. Nếu như tóc của bạn mẫu ngày hôm nay nếu như mà xả trước, gội sạch trước ấy thì cắt cũng sẽ rất là ổn đấy. Và hiện tại thì Tường đang cho in 3.000 cuốn sách vì yêu. Trước đây thì mọi người hỏi Tường rất là nhiều về sách vì yêu. Trong sách vì yêu thì Tường viết về hành trình bắt đầu của Tường từ hai bàn tay trắng, và Tường chia sẻ về cái hành trình mà Tường chiến thắng con quỷ của mình, và Tường chia sẻ hành trình mà Tường tỉnh thức, giúp Tường ngộ ra, giác ngộ về sự sống này, về cuộc đời này, để Tường cân bằng được cảm xúc,
để tường cân bằng được tất cả mọi thứ, sức khỏe, mối quan hệ, công việc, đấy, về tất cả mọi thứ để tường cân bằng được, để tường cảm thụ được. Và tường chia sẻ lại ở trong cái cuốn sách Vì Yêu. Và đặc biệt trong cuốn sách Vì Yêu thì có từ chương 6 trở đi là gồm 20 bài học về kinh doanh, về phát triển bản thân, mà chủ yếu là phát triển bản thân và truyền động lực thôi. Đó, nhiều lắm. Và từng xin được gửi tặng cho tất cả những các bạn yêu quý. Tại vì là đợt lễ tốt nghiệp vừa rồi thì Tường được ủng hộ, Tường được mọi người trong gia đình của Tường ủng hộ là 42 triệu. Đó, một cái số tiền mà Tường rất là cảm ơn. Và Tường in sách để Tường gửi tặng miễn phí cho tất cả mọi người. Nếu như mà ai mà muốn nhận sách thì liên hệ trực tiếp với Tường để Tường lên danh sách và Tường sẽ gửi cho anh em. Tường rất mong là cuốn sách này sẽ giúp được anh em sống tốt hơn. Tường dám khẳng định đấy, là những tư liệu ở trong sách sẽ giúp được anh em sống tốt hơn và vượt qua được những cái suy nghĩ tiêu cực, kể cả là có thể giúp anh em khỏe hơn tất cả mọi cái. Đấy, mải tâm sự với anh em quá, cuối cùng là cắt xong rồi. Thực ra là mỗi lần mà lên YouTube nó như là một cái gia đình của Tường vậy, một cái nơi mà Tường có thể được tâm sự để cho các bạn có thể là thấu hiểu về Tường, cũng như là Tường có thể chia sẻ được những cái kỹ thuật của mình cho anh em. Bình thường thì chỉ có công việc, khi mà về nhà ngồi hướng dẫn thì bắt đầu cầm mic lên và ngồi nói tâm sự, sau đó tối lại mở lên để xem có ai bình luận comment không, đọc và tự cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Đấy, thì Tường rất là mong anh em luôn ủng hộ Tường trong quãng thời gian tiếp theo để Tường có động lực tiếp tục với nghề và cống hiến cho nghề cắt tóc nam tại Việt Nam. Và trong tương lai Tường cũng sẽ cố gắng tổ chức những cái sự kiện hoặc như là những cái show có thể làm cho các barber Việt Nam càng ngày càng phát triển hơn nữa. Và Tường muốn lưu giữ lại được cái nét đẹp truyền thống của Việt Nam. Tường biết là trong cộng đồng barber thì có rất là nhiều màu sắc, về hiện đại có, về cổ điển có, về cổ điển hiện đại cũng có. Và Tường cũng là một sắc màu. Tường xuất thân từ một người thợ cắt tóc nam truyền thống. Tường không ngừng cập nhật những cái kỹ thuật của quốc tế để phát triển cho bản thân mình và đưa vào giáo dục về tóc nam. Ví dụ như phây và hình khối và điêu khắc và uốn nhuộm, Tường cập nhật liên tục. Nhưng Tường vẫn muốn bản sắc của mình là giữ lại được cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó là những cái văn hóa hoài niệm xưa. Đấy, để cho các bạn trẻ sau này khi học nghề thì các bạn vẫn được được nhìn thấy cái hình ảnh đấy. Nhiều người cũng thắc mắc là bảo sao anh Tường không theo một cái phong cách barbershop, một cái phong cách hiện đại hơn. Thực ra thì trước đây Tường là một phong cách rất là hiện đại. Nhưng đến khi mà Tường tìm hiểu, mình không thể làm một ai đấy được nữa. Mình phải là chính mình. Và khi mà Tường sau cái 2 năm mà Tường gục ngã, thất bại khi mà khởi nghiệp tại cái ngôi nhà màu hồng đầu tiên, thì Tường tìm ra được chính mình và Tường biết là con người của Tường là như thế nào. Tường rất trân trọng và yêu những cái nét đẹp của truyền thống, những cái gì đã trôi qua và nó là những cái ký ức tốt đẹp, quá khứ tốt đẹp. Nó như là một giấc mơ và Tường muốn lưu giữ nó và kể lại giấc mơ này và tái hiện lại giấc mơ này cho thế hệ trẻ về sau. Đó. Và trong quãng thời gian vừa rồi Tường cũng đã cố gắng hết sức mình để làm tốt hơn với chính anh em trong gia đình của Tường cũng như là cộng đồng tóc nam tại Việt Nam, để lan tỏa được những cái sứ mệnh của mình. Tường rất là cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ Tường. Ở những clip tiếp theo thì Tường sẽ cố gắng chia sẻ
nhiều hơn nữa, cố gắng làm nhiều clip hơn nữa để chia sẻ cùng với các bạn. Và trong mỗi clip như thế này thì Tường sẽ nói rất là nhiều chủ đề. Tường vừa hướng dẫn kiểu tóc mà Tường vừa chia sẻ về kinh nghiệm trong kinh doanh hệ thống của mình cũng như là kinh nghiệm sống của Tường. Biết đâu có thể giúp đỡ được một ai đó. Và Tường cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip này. Nếu như các bạn xem clip này mà thực sự nó giúp được cho bạn một điều gì đó thì các bạn comment ở dưới phần bình luận để Tường và Tường đọc. Tường cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.